Hỏi: với Bồ Tát tại gia, với trong tâm lòng từ bi, bằng cách sống đời đạo đức, vô ngã vị tha, nhập thế độ sinh, nghĩa là có thể phát nguyện đơn giản tùy ý mình, thưa thầy, như thế có đúng hay không? Nếu không giữ được 10 giới trọng và 48 giới khinh, sám hối mỗi tháng 2 lần, ăn chay trường, thì có nên thọ với Bồ Tát tại gia không? Vì không giữ được, điều đạo đức sẽ không độ được chúng sinh bằng thánh giáo, mà lại tạo thêm phản ứng ngược. Thì có người nói rằng anh chị đó đã thọ với Bồ Tát rồi mà còn thế này thế nọ, dẫn đến phản tác dụng. Với Bồ Tát á, lúc đầu đó là một mở rộng về đạo đức dành cho người tu. Có lẽ trong một giai đoạn nào đó tại Trung Quốc á, tinh thần nhập thế của các tu sĩ đó quá kém. Đang khi Đức Phật dạy: này các đệ tử, phụng sự con người là thiết thực cúng dường các đức Phật. Hoặc là ở một đoạn khác Đức Phật dạy: này các đệ tử, mỗi người hãy đi một con đường, đừng đi dẫm đạp lẫn nhau, hãy truyền bá chân lý và đạo đức của ta vì an lạc, vì phúc lợi, vì hạnh phúc cho số đông, cho chư thiên và loài người. Và rất nhiều lời kêu gọi của Đức Phật tinh tấn ba la mật trong phụng sự và độ sinh. Nhưng có lẽ là rất nhiều người đã hiểu lầm, việc đi tu chỉ là niệm Phật, lạy Phật, gõ mõ tụng kinh, rồi trì chú, cho nên không cần phải tham gia vào các Phật sự dấn thân xã hội gì hết, vì sợ làm như thế là tập tu, tập niệm, không có được kết quả, dẫn đến tình trạng là các quý tăng sĩ nhập thế quá kém. Với Bồ Tát đã ra đề trong bối cảnh đó để chấn chỉnh và kêu gọi tinh thần nhập thế và năng động của giới tu sĩ nhiều hơn cho phục sự độ sinh. Do vậy đó, toàn bộ trọng tâm của giới Bồ Tát là dựa vào lòng từ bi. Mà lòng từ bi là một cái nguồn động lực thôi thúc để chúng ta chia sẻ trên nền tảng cảm thông nỗi khổ niềm đau của kiếp người. Nhờ cảm thông cho nên chúng ta mới tìm ra các giải pháp thích hợp giúp cho nạn nhân của khổ đau đó kết thúc cái sự khổ đau của mình càng sớm càng tốt. Về bản chất đó, thì việc thọ giới Bồ Tát là một sự mở rộng của những điều đạo đức dành cho người tu, rồi sau này đó mở rộng dành cho những người tại gia. Cho nên đối với 48 giới nhẹ, việc không thực hiện được điều nào thì chẳng có tội lỗi gì hết. Chúng ta chỉ mất cơ hội tạo ra giá trị và phước báo trong cái việc thực hiện nó thôi. Ví dụ như có điều ở trong giới Bồ Tát quy định là khi gặp người mà không thuyết giảng kinh Đại Thừa, hướng dẫn tư tưởng Đại Thừa là mình có tội. Bây giờ mình gặp mà mình không hướng dẫn được cho bằng thì cũng không có tội gì. Chúng ta mất cơ hội độ được một người bằng con đường của Đại Thừa vậy thôi. Làm được thì có phước, mà không làm được không có tội gì hết. Còn 10 giới trọng đó thì nó có 4 điều giới lặp lại từ giới Thanh Văn, mà nó cũng là lặp lại từ giới của người cư sĩ tại gia đó. Là không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, rồi không tự bơm phòng mình là thánh nhân, là pháp dương, là nhiếp chính dương, là Phật sống, là Bồ Tát sống. Thì những điều đó đó, có thọ giới hay không có thọ giới Bồ Tát, khi vi phạm vào chúng ta vẫn bị tội giống như nhau: giết người thì ngồi tù, ngoại tình đó thì tan vỡ hạnh phúc gia đình, lừa dối đó thì bị luật pháp trừng trị nếu có bằng chứng. Còn tự cho mình là thánh nhân đang khi mình còn người phàm đó thì đó là một thức lừa dối dựa vào tôn giáo. Cho nên đó, 4 điều này có thọ không có thọ, vi phạm là có tội giống như nhau ta. Do đó hiểu được điều đó đó thì người nào mạnh dạn phát tâm thọ giới Bồ Tát thì cố gắng làm tối đa những gì mà mình có thể. Nhưng cũng có nhiều điều các Phật tử tại gia sẽ không thể nào thực hiện được, chẳng hạn như không quan hệ giới tính. Đang như tại gia là có vợ có chồng và bản chất hạnh phúc gia đình là cái đó, nhưng Đức Phật dạy là một vợ một chồng, và muốn như vậy đó thì Đức Phật lại tiếp tục dạy biết hài lòng đối với vợ chồng hợp pháp. Đồng thời Đức Phật lại dạy không chấp vào tướng chung và tướng riêng của những người khác giới phái, để khi chúng ta tiếp xúc với họ chúng ta chỉ quan niệm đơn thuần rằng đây là một con người, chứ không khởi lên những cái tâm lý tham luyến về giới tính đối với người đó. Từ đó mà chúng ta giữ được cái hạnh phúc vợ chồng rất là bền vững. Như vậy điều khoản vừa điêu đó chỉ phù hợp với các vị xuất gia, vì bản chất của người xuất gia là không bị dướng kẹt vào đời sống tính dục và đang nỗ lực để vượt qua nó. Có người tại gia thì không thích hợp, ngoại trừ
những người tại gia độc thân, hoặc là tại gia chồng chết hoặc vợ đã chết rồi mà không có nhu cầu tái giá. Cho nên trong giới Bồ Tát, chúng ta phải hiểu là làm được một điều nào là có giá trị cho cuộc đời, một điều đó. Còn không làm được thì chúng ta đang đánh mất cơ hội để làm cho nhân cách của mình trở nên vĩ đại hơn, và chúng ta đánh mất cơ hội làm cho cuộc đời trở nên hạnh phúc hơn thôi.